Sáng 5 tháng 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 10 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nghiêm kết luận số 100 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương trên lĩnh vực công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã thường xuyên và tích cực chỉ đạo tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp mà kết luận số 100 đã đề ra. Tổ chức củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 282 cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Công tác dư luận xã hội không ngừng được đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần tuyên truyền, triển khai đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Các địa phương, đơn vị đã trình bày tham luận tại hội nghị để làm rõ thêm những kết quả trong thực hiện kết luận số 100, phân tích những hạn chế tồn tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn biểu dương những tập thể và cá nhân đã thực hiện tốt công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mặt của công tác dư luận xã hội theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức nắm bắt tình hình dư luận xã hội từ tỉnh tới cơ sở, nâng cao chất lượng nghiên cứu, điều tra xã hội học trong công tác dư luận xã hội trên địa bàn. Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, ngoài phương pháp điều tra truyền thống, thì chúng ta cũng cần nên nghiên cứu, đổi mới cái nội dung, phương pháp để chúng ta nắm bắt kịp thời trên mạng xã hội như thế nào, để giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời hơn. Và nếu chúng ta mà bám sát vào thực tiễn, tổ chức điều tra cho nó nội dung điều tra phù hợp, thì tôi nghĩ chắc có lẽ sẽ góp phần nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng chính sách và tổ chức thực thi chính sách rất tốt hơn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng 17 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện kết luận số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11.